nhiều đội mong muốn V-League tiếp tục diễn ra bởi theo đó, nếu hoãn đến năm sau sẽ gây thiệt hại lớn đối với các câu lạc bộ. Tuy nhiên, chưa thấy có ý kiến đưa ra phương án tổ chức sao cho hợp lý nhất trong bối cảnh dịch bệnh rình rập. Và đặc biệt, đội tuyển Việt Nam và phần nào là U23 Việt Nam phải thi đấu với mật độ thường xuyên bên cạnh thời gian cách ly y tế như quy định của cơ quan hữu quan khi trở về từ nước ngoài. Theo đề xuất của VPF, V-League có thể bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Cụ thể, sau trận đấu đúng vào ngày 1 Tết Nguyên đán giữa Việt Nam và tuyển Trung Quốc trên sân vận động Mỹ Đình, vòng 13 V-League sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 2. Sau đó, giai đoạn 2 lập tức bắt đầu vào ngày 16 tháng 2 và kết thúc vào ngày 12 tháng 3. Trước đó, Cúp Quốc gia 2021 được tổ chức vòng 1-8 vào ngày 17 tháng 1, 2022. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 2, 2022. Bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3. Hình thức tổ chức giải sẽ được thực hiện theo quy chế hiện hành của cả 3 giải. Như vậy, ban tổ chức tính đến khả năng dịch COVID-19 sẽ được khống chế và giải đấu được các cơ quan chức năng cho phép. Chuyện cũ nhắc lại, V-League vẫn được coi là đang hy sinh quyền lợi cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân chính khiến giải đấu chưa tìm ra được lối thoát nào, chỉ một phần đến từ dịch bệnh, chủ yếu vẫn là lịch thi đấu dày đặc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Thực tế, trừ hao thời gian di chuyển và cách ly, số trận đấu trung bình mỗi tháng là 2 trận, chưa kể các trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam, phong độ của đội tuyển quốc gia vẫn có thể được đảm bảo với cường độ tập luyện và thi đấu ở mức như vậy. Thậm chí tháng 12 còn là khi ông Park cần tính toán nhân sự cho AFF Cup khi tuyển Việt Nam vẫn là nhà đương kim vô địch. Mới đây, Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cũng khẳng định quyền lợi của đội tuyển quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta phải đặt lợi ích của đội tuyển quốc gia lên trên, bắt đầu từ đầu tháng 9. Đội tuyển Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc bóng bóng của AFC với những quy định chặt chẽ, không tiếp xúc với người ngoài, ăn ở tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup. Từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11, đội tuyển Việt Nam đá 6 trận, đó là chưa kể AFF Cup. Nên thật khó để V-League trở lại giai đoạn đó, hơn nữa yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh của các đội đá vòng loại World Cup đang thực hiện rất cao, đó là chưa kể tháng 10 tới U23 Việt Nam sẽ đá vòng loại U23 châu Á 2022, nên sẽ chi phối đến các kế hoạch tổ chức V-League. Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh những Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức hay ai đó trong 11 cầu thủ thường xuyên đá chính bất ngờ gặp chấn thương nặng ở V-League. Khi đó, dễ là sẽ xảy ra những màn đổ lỗi lên đầu những đội bóng muốn thi đấu và đâu đó là cả các nhà tổ chức giải. Nhưng đó cũng là viễn cảnh trong tưởng tượng. Còn quay về với thực tế một chút, VPF có lẽ chính là những người mong muốn giải đấu được diễn ra nhất. Thế nhưng bóng đá giờ chắc chắn không phải hoạt động nằm trong danh sách ưu tiên. Một công ty cổ phần càng không thể tự quyết định hoạt động thuộc diện tụ tập đông người bậc nhất hiện nay. Nhiều tỉnh thành có đội bóng dự V-League 2021 liên tục có nhiều ổ dịch và điều đó đã làm phá sản mọi kế hoạch đưa mùa giải trở lại vào đầu tháng 8 như đợt đầu tháng 7 chúng ta đã công bố kế hoạch dự kiến. Dịch bệnh diễn biến phức tạp là điều không ai mong muốn, và hiện nay các cấp chính quyền, người dân đang phải chống dịch nên bóng đá thật khó trở lại sớm nhất có thể. Mà chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng để bóng đá trở lại không phải do VPF tự quyết mà còn phụ thuộc vào sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Chính vì thế, chúng tôi buộc phải tính toán đến phương án để V-League 2021 trở lại vào đầu tháng 2 năm 2022, ông Trần Anh Tú nói thêm. Đến thời điểm hiện tại, dường như nhiều câu lạc bộ cũng đang chấp nhận thực tế rằng khó thể cưỡng lại dịch bệnh trước khi có một phương án khả dĩ hơn về miễn dịch cộng đồng. Một số đội bóng đã chủ động cho toàn đội nghỉ ngơi và giải tán. Số khác đã quyết định chờ thêm một vài ngày để biết chính xác kế hoạch tổ chức V-League. Và dù cũng có vài ý kiến về chuyện hủy giải, nhưng tựu chung lại, không thể hủy giải đấu vì nó tác động rất lớn đến cả nền bóng đá. Các đội bóng đã rất cố gắng, nỗ lực từ khâu chuẩn bị đến thi đấu thời gian trước nên không thể xóa sổ hết chặng đường thi đấu đã qua. Đó là chưa kể quyền lợi nhà tài trợ, các đối tác tham dự tổ chức giải. VPF cũng có cái khó của mình, không phải cứ thích đá lúc nào thì đá, mà phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và phải gỡ từng khâu. Chắc chắn một trong hai ngày tới thì kế hoạch tổ chức V-League cũng chẳng thể nào được đưa ra. Ít nhất có 10 đội bóng không muốn đá sang tháng 2, nhưng bảo tổ chức thế nào thời gian còn lại thì cũng không ai nói được. Mấu chốt thì vẫn là thành tích của đội tuyển. Nếu dựa vào tình hình dịch bệnh hiện nay, có lẽ chỉ hy vọng giải đấu diễn ra sau ngày 7 tháng 9. Ông Park thì luôn có xu hướng tập trung đội tuyển dài ngày, chuẩn bị một cách cẩn thận nhất có thể. Công bằng rằng, điều này chẳng có gì sai trái cả bởi đó là nhiệm vụ, là điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải làm thôi. Ông là người làm việc cho đội tuyển Việt Nam, chứ không phải làm việc cho VPF hay 14 đội bóng ở V-League. Nhưng lại nhắc lại, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam được cấu thành từ V-League, từ 14 đội bóng vẫn hàng ngày nuôi quân, trả lương, trả tiền phí hợp đồng cho cầu thủ. Nếu không có môi trường này, làm gì có đội tuyển Việt Nam hùng mạnh, bởi chúng ta chẳng có một ai thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có cơ hội ra sân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Australia,
Ả Rập Xê Út. Chỉ có Trung Quốc và Oman được xem là vừa sức hơn một chút, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với Quang Hải và các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ chơi với tất cả những gì mình có, nhưng liệu có cần bất chấp tất cả vì những trận đấu đấy? Có nên hài hòa quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và V-League và hài hòa bằng cách nào? Theo chuyên gia Đoàn Minh Sương, nếu VFF và VPF tính toàn kỹ lại, làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo về lịch tập trung của đội tuyển, hoàn toàn có thể tổ chức số trận đấu này trong tháng 9, tháng 10 và 11 của năm 2021. Việc đầu tiên là toàn bộ các thành viên của 27 câu lạc bộ phải tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi trong tháng 8 và chậm nhất là trước ngày 15 tháng 9 để đảm bảo an toàn phòng dịch. Thứ hai là phải chấp nhận thi đấu tập trung theo cơ chế bong bóng ở cụm sân khu vực phía Bắc, hiện là địa điểm khá an toàn, ít dịch nhất và phải đáp ứng mật độ thi đấu dày 3 ngày một trận. Có thể làm việc với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, lùi thời gian tập trung ở đợt cuối tháng 9 vào ngày 30 tháng 9 thay vì tập trung vào ngày 27 tháng 9, nghĩa là chậm lại 3 ngày so với dự kiến, vẫn đảm bảo đủ thời gian một tuần chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman vào ngày 7 tháng 10 và 12 tháng 10. Khi đó, thời gian VFF đưa ra là 17 đến 26 tháng 9, có thể thay đổi thành 17 đến 29 tháng 9. Tóm lại, phương án ở đây là thầy Park hãy chấp nhận rút ngắn các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia đi vài ngày, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho V-League tiếp tục thi đấu. Cứ mỗi tháng lại có 2, 3, thậm chí 4 vòng đấu được diễn ra, V-League vẫn có thể về đích an toàn. Quan trọng nhất vẫn là vòng 13, vòng đấu phân nhóm của giải. Khi đã biết được đội nào ở nhóm nào càng dễ dàng hơn cho các nhà tổ chức và chính các đội bóng trong việc sắp xếp lịch thi đấu. Thực tế bây giờ 14 đội bóng bước đầu có sự chung tay và đoàn kết hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Nhưng hãy nghĩ xem, để V-League vượt qua khó khăn lớn hơn, sự chung tay ấy cần phải lớn hơn, đến từ cả thầy Park và VFF. Đây cũng là lúc thử thách bản lĩnh của các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam. Dịch bệnh lớn chưa từng có và cũng cần những quyết sách đặc biệt và sáng suốt chưa từng có. Chứ nếu để nói một chữ hủy giải thì thật quá đơn giản.